Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô BK Hà Nội. Hôm nay chúng tôi lại mang đến cho quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe rất bền chắc và vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và giá cả thì vô cùng phải chăng. Anh chị em thân mến, thì đây chính là mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2020. Một chủ từ đầu đi được 9.000 km các bạn nhá. 9.000 km chuẩn, có lịch sử sửa chữa trong xe trong hãng luôn. Và các bạn thân mến, thì cái dòng xe này phiên bản G này đương nhiên rồi, được trang bị khá nhiều phụ kiện rồi. Tính năng công nghệ thì cũng không cần phải bàn, bởi vì hệ thống đèn được trang bị hệ thống đèn Follow Me Home, đèn chiếu bóng dạng projector, đèn LED ban ngày đầy đủ hết các bạn nhá. Đấy, trong cái chuyên mục xe đã qua sử dụng ngày hôm nay, chúng ta chỉ có đi một vòng để có thể trải nghiệm sâu hơn về cái chất lượng xe của mình cụ thể thế nào thôi. Xe thì cũng mới về siêu thị ô tô BK Hà Nội tại số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu các bạn có thể thấy là vô cùng lý tưởng. Đường ngoài đô thị chỉ có 4,9 lít trên 100 km, đường trong đô thị là 7,1 lít trên 100 km, và đường kết hợp là 5,7 lít trên 100 km các bạn nhé. Và đương nhiên rồi, khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bạn sẽ phải quan tâm đến rất nhiều các yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, bị ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý anh chị các bạn hay không các bạn nhé. Nếu anh chị em nào quan tâm, đang tìm kiếm cái giá xe thì có thể tua nhanh đến đoạn cuối của video clip. Còn nếu anh chị em nào mà không có điều kiện thời gian đến trực tiếp tại showroom thì có thể theo dõi kênh truyền hình ô tô BK TV và ấn like, subscribe cũng như ấn vào cái nút chuông để có thể nhận được những cái bản tin thường xuyên của kênh truyền hình ô tô BK TV, phát sóng vào 8 giờ, 12 giờ và 7 giờ tối hàng tuần, 19 giờ tối hàng tuần. Vào hàng ngày luôn các bạn nhé. Đấy. Xe thì các bạn có thể thấy xe khi mà đã được lên kênh truyền hình ô tô BK TV thì chắc chắn 100% chúng tôi bao ship toàn quốc cho quý anh chị và các bạn nhé. Đây, lốp còn sơ cua còn nguyên bản hết các bạn nhé. Chúng tôi bao ship toàn quốc luôn. Đấy, về vấn đề giá thì có thể thương lượng được, nhưng về chất lượng chúng tôi bao vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị các bạn. Đây các bạn nhìn này. Bao vận chuyển ship toàn quốc các bạn nhá. Rồi các bạn có thể thấy đây, ở trong màn hình thì xe được trang bị cái màn hình DVD camera lùi, hệ thống điều hòa tự động, cân bằng điện tử cũng đã được trang bị đầy đủ rồi các bạn nhá. Hộp số thì quan trọng nhất đó là chính là cái hộp số tự động vô cấp các bạn ạ. Hộp số tự động vô cấp, bởi vì nếu chúng ta đang so sánh với lại những dòng xe vi Hyundai Accent thì cái dòng xe này được mang đến rất nhiều những ưu điểm cho các bạn. Một là khả năng vận hành vô cùng mạnh mẽ, hai là tiết kiệm nhiên liệu, ba là khả năng chống ồn rất là tốt so với Hyundai Accent, bốn là nếu anh chị em nào đi ấy, thì cảm giác gầm rất là đầm chắc, và năm là các bạn có thể thấy không gian ghế ngồi cực kỳ rộng rãi các bạn ạ. Đấy, cực kỳ rộng rãi. Anh chị em nào đang có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like, subscribe kênh, chúng tôi sẽ dành tặng cho những anh chị em đó một cái phiếu giảm giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản. Chúc quý chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý chị bạn tại số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Xe đang hỗ trợ trả góp lên đến 70%, chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 188 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi, với lãi suất là 0,64% một tháng. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị bạn trong những chương trình tiếp theo.